Dạ, nhà vườn Hoàng Em xin kính gửi lời chào thăm đến toàn thể cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh LTK ha. Cũng lâu lắm rồi nhà vườn mới lên cùng giao lưu với cô chú anh chị. Dạ, đầu năm mới thì nhà vườn xin kính chúc cô chú anh chị nhiều niềm vui, hạnh phúc và làm ăn thành công ha cô chú anh chị. Dạ, hôm nay thì nhà vườn Hoàng Em có về một số cây để cùng giao lưu với cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị có nhiều chủng loại ha: Nguyệt Quế, Mai Chiêu Thủy, Khế, Mai Tứ Quý, Kim Quýt, sung rồi hả cô chú anh chị, để cùng giao lưu cô chú anh chị. Dạ, địa chỉ nhà vườn là An Phú, An Lạc Tây, Kế Sách, Sóc Trăng, điện thoại là 0917899593 hả cô chú anh chị. Dạ, để không mất thời gian thì em xin vào cây số 1 hả cô chú anh chị. Cây số 1 là một cây sung, cây sung hả cô chú anh chị. Đầu năm này mình mua sung hả cô chú anh chị. Cây sung này cái dáng thế nó rất là đẹp á, cây này người ta sửa từ nhỏ nha, mới có dáng gì dáng lông hả cô chú anh chị. Cây này thì em rút chậu hả cô chú anh chị, tại vì cái chậu thì nó không bao nhiêu tiền nhưng mà đi thì nó bể cô chú anh chị, mình chấp nhận thì em cũng gửi luôn cũng được. Dạ, chiều cao là 72, chiều cao 72 hoành hả cô chú anh chị, em cũng không biết sao nó làm sát quá. Cái chỗ vị trí này thì em tính khoảng cỡ 58 rồi cô chú anh chị, tại vì em đo nó hai nè. Đó, rất là đẹp ha. Cái này sửa từ nhỏ mới có dáng gì được ấy, cô chú anh chị. Cây cũng lâu rồi chứ không phải, trái nó rất là nhiều. Dạ, cây sung. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị, mình có giá là 1.100.000 hả cô chú anh chị. Đó, mở hàng cho em ba cô chú anh chị, mở hàng cho nó nhanh ha. Dạ, cây sung dáng lắc dáng lông, nó có nhánh đầu điệu cho hai cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây số 2. Cây số 2 là cây mai tứ quý ha. Cây này phôi ha cô chú anh chị, phôi phôi nó rất là mạnh, là da nó dày hết trơn cô chú anh chị ơi. Cái này về là mình có thể ghép được rồi ha, ngon lành luôn ha cô chú anh chị. Mai tứ quý, gốc mai tứ quý. Dạ, chiều cao của em nó là tới vị trí ngay mạch cắt nó là 40, 49. Dạ, 49. Em đo cái cũ nó ha cô chú anh chị là 39. Cái cũ rất là đẹp ha. Hoành thân của em nó là 16. Đó, cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cây rất là mạnh. Dạ đúng rồi, này là ghép là ok hả cô chú anh chị, tại vì nếu cô chú anh chị mình cắt đó thì nó da nó dày, nó đủ nhựa để mà cô chú anh chị mình dễ ghép ha. Dạ, cây số 2 này thì em giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 590.000 thôi. Dạ, 590.000 em bao phí ship toàn quốc luôn hả cô chú anh chị. Đó, rất là rẻ. Đầu năm thì em muốn giao lưu cùng với chú anh chị nhanh lẹ thì giá bán giá cũng như là rất là mềm luôn hả cô chú anh chị. Dạ, cây mã số 3 là cây Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế lá sáng bông chùm hả cô chú anh chị. Cây này thì phơm tàn đã sửa, chỉnh sửa cây thành phẩm hả cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp. Nó đang chuẩn bị ra đọt nè, ra đọt ra hoa. Cây em không cắt cái thân để cho cô chú anh chị mình thấy là cái sức sống của nó rất là mạnh. Cây này chiều cao là 99 nha cô chú anh chị, chiều cao 99. Đường kính chỗ rộng nhất của em nó là 97 nha cô chú anh chị, 97. Dạ, chiều cao 99, đường kính của em nó rộng nhất của em nó là 97. Đó, phơm tàn cô chú anh chị mình ha, ok á cô chú anh chị. Đó, giọng chữ C ha, lắc lượng ghế thì đế nơm ha cô chú anh chị. Em đo chỗ này nha cô chú anh chị mình tham khảo ha. Ngay vị trí này đó là 40 40, còn ngay vị trí này đó là 20 27 ha cô chú anh chị. Đó,
rất là đẹp ha, cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ đó đã vô dây sẵn hết trơn rồi, này vô chậu là chơi thôi, mình lấy bông bông nó rất là thơm á cô chú anh chị. Dạ cây số 3 này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 3.200.000, 3.200.000 em bao phí ship ha cô chú anh chị. Dạ đó, cô chú anh chị tham khảo 3.200.000 thôi ha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn cô chú anh chị ạ, rất mong là cô chú anh chị ủng hộ em ha cô chú anh chị. Dạ rồi đổi cây. Dạ tiếp tục em lên cây số 4. Cây số 4 là cây nguyệt quế nữa ha cô chú anh chị, ginh xin ga, ginh xin ga nó đè cái kìa. Cây số 4 đó, cây này đó thì dòng chữ C tới gì chữ C luôn ha cô chú, tàn ở trên thì nó bay bay ra ha, cây này nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đó. Cây này không biết trong hình ảnh sao chứ còn ở ngoài là nhìn rất là phê ha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Dạ chiều đường kính tàn chỗ dài cao nhất của em nó là 91 ha cô chú anh chị, 91. Chiều cao là 89. Không, xin lỗi, dạ chiều cao 97. Dạ chiều cao 97 ha cô chú anh chị. Đó. Dạ. Đế nó nổi dữ lắm ha, tại em đem về cái em nuôi lại một thời gian nữa nên nó em lấy đất lên rồi thôi, không là không không moi đất ra hết cô chú anh chị, để cho nó gì nó thấy nó đẹp rồi nó moi ra nữa sợ yếu cây. Dạ hoàng thân ở vị trí này đó là 36, em đo hai vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Ngay chỗ này đó là 23. Đó. Cây rất là đẹp, nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị, sống khỏe không lỗi làm gì chân ha. Dạ cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn ha cô chú anh chị, mình có giá là 3.200.000, 3.200.000 là cô chú anh chị ở nhà nhận cây thôi ha cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua, rất mong là cô chú anh chị ủng hộ em ha cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ dạ rồi đổi cây. Cây tiếp tục em lên cây số, cây số 5. Cây số 5 ấy cô chú anh chị. Đó. Cây số 5 là một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy ha. Cây mai chiếu thủy lá lớn da đen. Đó. Cây mai chiếu thủy lá lớn da đen. Dạ chiều cao của em nó là 70. Chiều cao 69 rồi cô chú anh chị, 69. Dạ hoàng thân ngay vị trí này đó là 43. Hoàng bệ đế của em nó là 95 ha cô chú anh chị. Đó. 95. Đây là có nhìn cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Mai chiếu thủy. Dạ cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 1.000.000 ha cô chú anh chị, 1.000.000 em bao phí ship toàn quốc. Dạ rồi đổi cây. Tiếp tục em lên cây số 6. Cây số 6 là một cây mai chiếu thủy nữa, cây mai chiếu thủy lá lá lớn, cái này da trắng ha cô chú anh chị, mai chiếu thủy lá lớn da trắng. Em tính em ép nó lá nó cũng hơi nhỏ ha, nhưng mà cây này đó thì lá lớn, em báo là lá lớn cô chú anh chị. Dạ chiều cao của em nó là 38, chiều cao 38, chỗ cái ngọn chỗ này nó là 15 ha cô chú anh chị, tổng cái bệ của em nó là 118. Ở trên ngay chỗ cái bệ đặt của em nó như vậy á thì nó là 92 hả cô chú anh chị, 92 đó. Dạ quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị mình về chỉnh cái phôi này cũng vip lắm ha cô chú anh chị. Dạ cái cây này thì em xin giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 1.200.000 hả cô chú anh chị, 1.200.000 giá rất là mềm hả cô chú anh chị, cây rất là già. Dạ tiếp tục em lên cây nguyệt quế mã số 7. Cây nguyệt quế mã số 7
Đó. Cây này là em lấy về trước Tết, tới giờ em dăm ủ tới bây giờ thì nó không khỏe à. Chiều cao là 1,5 m. Chiều cao 1,5 m. Nó ra cũng mấy lần đọt rồi, cây này bỏ sao cũng sống. Dạ, cây này nhìn cái form, cái tàn nó cũng rất là đẹp đó cô chú anh chị. Dạ. Cây số 7. Cây số 7 để quên đồ hoành. Hoành ngay vị trí này đó là 31. 31. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 900 ngàn ha cô chú anh chị. 900 ngàn. Em bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. 900 ngàn cây này đó thì nói chung là đầu năm em bán giá rất là hữu nghị cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. Dạ, tiếp tục em lên cây số 8. Cây số 8 là một cây mai chiếu thủy nữa ha cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy lá lớn da đen. Dạ, chiều cao là 46. Chiều cao 46. Hoành thân là 54. Hoành thân ngay vị trí này á cô chú anh chị. Còn ở trên đây. Ở trên đây nó có một thân trên đây. Dạ, em đo cho kỹ ha cô chú anh chị mình. À, sau khi mua thì mình không còn cái vụ gì là lỗi là ấy nữa ha, chỉ hợp giá mình mua thôi hết cô chú anh chị. Dạ, 31 hết cô chú anh chị, nên cho đó đó. Dạ. Hợp ok thì mình chốt ha. Dạ, cây mã số 8 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 800 ngàn. 800 ngàn em bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị ủng hộ em ha, em cảm ơn cô chú các anh chị rất là nhiều. Dạ, cây Nguyệt Quế mã số 9. Cây Nguyệt Quế lá sáng bông chùm. Cây bên này bữa nay thì tàn nó ra đều cây hết trơn á, xanh ha cô chú anh chị. Đó. Để họ nó kinh tiếp. Dạ. Đó. Dạ, chiều cao nó là 1,19 m. 1,19 m cô chú anh chị. Nó, dạ. Ok. Đầu năm thì chưa có lấy cây gì nhiều hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị ủng hộ em nó có động lực để em đi vô vườn lấy gì nhiều cây đẹp hơn để cùng giao lưu cô chú anh chị ha. Dạ. Hoành thân là 37. Đó. Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Chiều cao là 1,19 m, hoành thân là 37. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn, có giá là 1.200.000 hết cô chú anh chị. 1.200.000. Dạ rồi. Đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây số 10. Cây số 10 cũng là cây Nguyệt Quế lá sắn bông chùm hết cô chú anh chị. Đó. Cây số 10 lá sắn bông chùm, Nguyệt Quế lá sắn bông chùm. Dạ, chiều cao của em nó là 87. 87. Cây này thì bộ đế rất là đẹp nhưng mà nó có một cái lỗi ha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân là 50. Đây. Có một lỗi là cái cây nó bị tét rồi cái nó chạy sọc nên nó bị lũa cái đường này ha cô chú anh chị. Đó. Thượng bán thượng mua thôi ha, tại vì mình phải báo cho nó thành thật hết cô chú anh chị. Dạ. Để tôi tới cô chú anh chị nhận cũng mắc công. Dạ. Cây này thì đế đắm là nó rất là đẹp, nó chỉ có một cái là nó bị cái cây ngã đè thôi. Dạ. Em xin giao lưu cô chú anh chị mình trên toàn quốc có cái cây này nó có giá là 1.200.000 nữa cô chú anh chị. 1.200.000 ha. Cây rất là đẹp ha, về hoàn toàn cô chú anh chị có thể cắt để chỉnh sửa thêm hết cô chú anh chị. Dạ. Dạ, em tiếp tục em lên cây số 11. Cây số 11 này, cây này là tùng la hán á cô chú anh chị. Tùng la hán. Tùng trái á. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là phôi ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 49. Chiều cao 49. Hoành thân là 10, cây số 11 có giá là 450 ngàn. Cây tùng.
cây tùng ha cô chú anh chị. Em đã định hình cái tàn phân tàn sẵn rồi. Cô chú anh chị mình có thể về cái mình cắt tỉa nữa là xong ok ha. Dạ, tiếp tục cây số 12. Cây số 12 cũng là cây tùng lá hán nè cô chú anh chị. Cây tùng lá hán. Dạ, dạng niên tùng cũng là nó luôn á cô chú anh chị. Cây giọng chữ C rất là đẹp ha. Dạ, chiều cao của em nói là 20. Chiều cao 20. Cây này mấy anh chị mà khéo ha, cắt rất là đẹp ha. Dạ, hoàn thân là 13. Đó. Cây rất là đẹp ha cô chú anh chị. Nó có bị tuột da chỗ này ha, do không biết nguyên nhân sao nhưng mà nó bị mất lông da chỗ này. Dạ. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 800 ngàn ha cô chú anh chị. Tùng rất là mắc ha, cây phôi ở cây chén chiếc không là nó hơn 100 ngàn rồi cô chú anh chị, trồng được bé lớn nó là rất là lâu. Dạ, tiếp tục em lên là kim quýt ha cô chú anh chị. Cây kim quýt đó. Kim quýt. Kim quýt cây mã số 13. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0917899593 ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 39. Địa chỉ là An Phú là Tây Kế Sách Sóc Trăng. Dạ. Chiều cao là 39. Quay có hơi nhanh cô chú anh chị thông cảm cô chú anh chị. Dạ, để em điều chỉnh lại. Hoành thân ngay vị trí này đó là 21. Đó. Đó, cô chú anh chị mình thêm ha. Cây này nó cũng không có vô dây rồi gõ chân ha cô chú anh chị. Dạ, cây số 13 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 500 ngàn ha cô chú anh chị. Đó. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây kim quýt mã số 14. Đó, phôm tàn rồi em đã bẻ sẵn cho ha cô chú anh chị, chỉ việc về vô chậu rồi chơi cắt tỉa lại cho nó mịn lại nữa ha cô chú anh chị. Dạ, người làm hết ha. Người chuẩn bị rồi người chơi thì cắt lại theo thở thích để bán thời gian cô chú anh chị ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao của em nó là 47. Chiều cao 47. À, cây này về mình có thể để bàn rồi chơi được, có nó để trong mát cũng nó thích hợp để trong mát lắm ha cô chú anh chị. Để trong mát thời gian không, thời gian 2-3 ngày không sao ha. Mình đem ra ngoài mình tưới rồi để cho nó sương gió rồi xong rồi đem vô là để tiếp tục ha cô chú anh chị. Cây này thì nó để tàn. Ủa, để trong bàn làm việc đồ rất là ok. Dạ, hoành thân là 13. Đó, cây này nó cũng vừa để trong một cái dĩa vậy ha. 13. Dạ, cũng có 500 ngàn ha cô chú anh chị. 500 ngàn có được một cái cây ha cô chú anh chị. Mà cái cây đã phôm tàn sẵn thì nó rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ. Tiếp tục em lên cây số 15. Đó. Cây số 15. Kim vít này người ta nói là phong thủy sao. Dạ, em cũng không biết luôn. Dạ, chiều cao của em nó là 53. Chiều cao là 53. Hoàn thân là 15. Đó. Cây kim quýt mã số. Cây kim quýt mã số 15. Dạ, cây này thì có giá là 500 ngàn. Cây mã số 15 có giá là 500 ngàn. Dạ, rồi, đổi cây. Tiếp tục em lên cây kim quýt mã số 16 luôn ha cô chú anh chị. Đó, cây kim quýt mã số 16. Để nó họ lại kinh tiếp, không nổi đâu. Dạ, chiều cao là 93. Hoàn thân là 11. Đó. Cây này thì vô chậu để một góc nào trong nhà ha. Dạ, giá cũng là 500 ngàn ha cô chú anh chị. Dạ, rồi. Một, hai, ba lần. Dạ, tiếp tục em lên cây số 17. Cây số 17 là cây khế tàu ấy, cô chú anh chị. Cây khế tàu. Cây khế tàu nhìn cái thân, nhìn thế nào cũng đẹp lắm hết cô chú anh chị. Giờ cô chú anh chị mình trồng vừa làm kiểng vừa ăn trái luôn ha. Trái của nó thì mình kho với cá là rất là ngon nha cô chú anh chị. Em cũng rất là thích. Em cũng để dành một cây để ăn.
Dạ, chiều cao của em nói là khoảng 1,5 m thôi cô chú anh chị. 1,5 m. Này thì nó đang nụ búp nhiều lắm, đặng nó ra bông á. Bông thì trái của nó là trong thân nha. Đây. Như chỗ này là nó đang bể nó ra, nó đang ra hoa ha cô chú anh chị nó. Trái nó chùm chùm luôn. Dạ đúng rồi. Trái nó chùm chùm á. Dạ. Chiều cao là 1,5 m. Cây này thì em cũng bao phí ship toàn quốc luôn hả cô chú anh chị? Dạ, hoàn thân ngay vị trí này nó là 62. 62. À, nó chuẩn bị ra chỗ này nè. Nó chuẩn bị ra chỗ này nè, là nó sẽ ra trái hết. Tại vì nó ra đủ đọt rồi, nó bắt đầu nó trái tới gốc luôn nha cô chú anh chị. Nhìn rất là đẹp ha. Dạ, cây số 17. Cây số 17 này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2.200.000 thôi ha cô chú anh chị. Cây giá này là giá tốt nhất trong cái đợt này luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cái bệ đế nó rất là đẹp nha cô chú anh chị, tại vì em để chừa lại đất nhiều để mà nó cây nó sống khỏe ha cô chú anh chị. Đó. Dạ. 2.200.000 có được một cây khế vừa chơi kiển vừa có trái ăn luôn ha cô chú anh chị. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, tiếp tục em lên cây mai. Cây mai tứ quý hết cô chú anh chị. Đó. Cây mai tứ quý. Mới ra thì bông đỏ ha. Bông vàng. Bông vàng xong rồi khi già lại thì là cái đỏ ha cô chú anh chị. Tứ quý thì hoa có quanh năm ấy cô chú anh chị. Đó. Nói chung thì bông tàn rồi rất là đẹp ha. Dạ, chiều cao nó là khoảng 2,2 m chứ ha cô chú anh chị, 2,2 m. Dạ. Em đo vậy đi cho có thể cao hơn. Dạ, hoành gốc nó là 34. Đó. Cô chú anh chị mình tham khảo ha. Thoát thân của em nó là 1 m ha cô chú anh chị. Đường kính tàng nó là, ủa đường kính bầu nó là 50-60 ha cô chú anh chị, 60. Dạ. Đây. Cô chú anh chị mình tham khảo thêm ha. Nó sức sống thì cô chú anh chị yên tâm nha. Cây này em đã dâm ủ rất là lâu rồi. Đó. Cây này em cũng bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mình nắng nực trước cửa nhà trồng cái cây này thì nó cũng rất là mát ha cô chú anh chị. Đó. Dạ, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 3.600.000 ha cô chú anh chị. 3.600.000 thôi. Cây mai tứ quý thì cây này nó tầm khoảng 15 16 năm rồi chứ không ít à. Cây này nó già dữ lắm rồi cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi cây. Để xuống lại đi. Dạ, em lên cây số 19 đó cô chú anh chị. Cây số 19 là một cụm rừng mai chiếu thủy. Cụm rừng này là nó một thân một thôi ha cô chú anh chị. Nó liền hết luôn, nó kết hết luôn. Nó tạo thành một khối luôn ha. Hôm bữa em thấy cái anh kia kêu cây thành phẩm mà nó cái phôi nó cũng giống kiểu này, nó tới 50-60 triệu luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì hoành của em nó ngay vị trí này đó là 95 ha cô chú anh chị. Không phải biết không. Tổng cái đế của nó cũng 1,5 m ha cô chú anh chị. Để em đo lại cái rồi. Các bạn quay clip này bạn có lần ngược hướng để em coi lại. Dạ không hả cô chú anh chị. 95 hả cô chú anh chị. Đó. Nó ra sẵn là gì này là mình bẻ theo đúng là em bẻ luôn để cho cô chú anh chị mình ha, nhưng bẻ xong rồi khi nó vận chuyển lại sửa lại thì nó không tốt.
Dạ, chiều cao là 98 ha cô chú anh chị, từ mặt bầu heo. Cây này em cũng gút chậu ha cô chú anh chị, không thể nào nói nặng quá cô chú anh chị ơi. Dạ, cô chú anh chị mình xem thêm lượt nữa ha. Cây này nói chung thì nó sống khỏe, cây rất là đẹp như là một cái ngọn núi ha cô chú anh chị. Cây số 19 cũng là cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Hôm nay thì em lên 19 thôi. Dạ, cây này thì có giá là 2 triệu 700 ngàn ha cô chú anh chị. 2 triệu 700 ngàn cho một cái cây này cũng ok ha cô chú anh chị. Nó cũng không quá mắc ha. Dạ, vừa túi tiền. Em mua được cây rẻ là em bán lại cho cô chú anh chị mình giá mềm. Lời không nhiêu nhưng mà cô chú anh chị mình có cây để chơi ha cô chú anh chị. Dạ. Cuối clip thì nhà vườn Hoàng Em rất là cảm ơn cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị nhiều niềm vui sức khỏe. Dạ. Mến chào cô chú anh chị ạ. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.